100k cộng 100k cộng 100k mà chỉ bằng hơn 100k. Tại sao mà nó lại vô lý đến mức vậy? Hãy xem đến cuối clip nha. Đó, bình thường á là 6 cái gói này nè là hơn 300k, nhưng hôm nay bên Tiktok Shop đang có trợ giá nha. Giá chỉ còn có hơn 100k thôi, mà đặc biệt cho anh chị xem cái giấy nữa nè. Đó, cái giấy đây rất là dày dặn nha. Giấy này 4 lớp nè, không chất tẩy trắng, không hương liệu mà dùng được cho người lớn và trẻ nhỏ luôn. Thì cái giấy này á là rất là mềm mại luôn nha. Đó, lau người lau tay này không sợ bị chảy xước luôn nè. Rồi, một bịch như vậy cho anh chị xem đây. Một bịch như vậy là 1280 tờ, xài rất là lâu. Ngoài ra ở phía trên nó còn có cái móc nè. Khi mà anh chị mua 6 gói sẽ được tặng thêm 3 cái móc, mình có thể treo phòng bếp nè, phòng cá nhân hoặc là toilet nha. Nếu mà anh chị đang muốn mua với cái giá ưu đãi á, hãy nhấn vào cái giỏ hàng phía dưới nha. Vừa được ưu đãi vừa được free ship nữa, rất là ok luôn.